Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Vĩnh Long tổ chức lễ phong tặng truy tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Mục xây dựng nông thôn mới có phóng sự. Thành Đông tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới. Tin trong nước, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1. Hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng đảng. Thưa quý vị và các bạn, hòa trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2015. Sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long long trọng tổ chức lễ phong tặng truy tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến dự lễ có bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Trần Văn Rón, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đợt này, tỉnh Vĩnh Long có 219 mẹ được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng và truy tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trong đó, 20 mẹ được phong tặng và 199 mẹ được truy tặng. Đây là việc làm nhằm ghi nhận, tôn vinh và trân trọng công lao to lớn của các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Qua đó, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các mẹ đã có nhiều thành tích cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Mừng vui dữ lắm, mừng đêm hôm ngủ không được nữa, mừng là nhà nước phong tặng mà lên được bà mẹ anh hùng, mừng dữ lắm. Nay được như vậy là mừng dữ lắm rồi, chứ cảm ơn nhà nước quan tâm. Gia đình tôi thì mẹ tôi đã được truy tặng nhà nước anh hùng, cho nên tôi rất phấn khởi và để quyết tâm là sau cái lễ truy tặng này về gia đình nối tiếp truyền thống tốt đẹp này để phát huy hơn nữa. Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tỉnh Vĩnh Long có hơn 16.000 người con đã anh dũng hy sinh, hàng ngàn người suốt đời phải mang theo những thương tật. Thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, qua 20 năm thực hiện pháp lệnh mẹ Việt Nam anh hùng, tỉnh Vĩnh Long đã có hơn 2.500 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là những biểu tượng cao quý của lòng nhân hậu, bao dung, tinh thần quả cảm, kiên trung bất khuất, là hậu phương vững chắc để người thân các mẹ vững tay súng, làm tròn nghĩa vụ thiêng liêng cho Tổ quốc. Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Rón, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ghi nhận sự đóng góp lớn lao của quý mẹ và gia đình. Ông nhấn mạnh: trân trọng, tri ân, tôn vinh những người mẹ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc và đạo lý ngàn đời của dân tộc ta là quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, được thể hiện bằng các chính sách cụ thể, trong đó có việc trân trọng và phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý mẹ Việt Nam anh hùng cho những bà mẹ đã hiến dâng cho Tổ quốc, những người thân yêu nhất của mình. Mỗi chúng ta, những người đang được hưởng cuộc sống độc lập, tự do, cần luôn tự dặn mình phải làm gì, làm thế nào để góp phần làm vơi bớt nỗi đau ở trong lòng của các mẹ. Dẫu hôm nay nhiều mẹ không đến do tuổi cao sức yếu, nhiều mẹ đã không còn để chứng kiến giây phút thiêng liêng trang trọng này. Song danh hiệu dinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng huy hiệu và bằng khen của Chủ tịch nước sẽ là món quà tinh thần vô giá cho các mẹ và gia đình, để từ đó động viên và giáo dục các thế hệ hôm nay tiếp tục ra sức thi đua lao động học tập, góp phần vào công cuộc xây dựng phát triển quê hương đất nước. Chiều nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long họp phiên thường kỳ để sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tháng 1 và xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 2 năm 2015. Ông Trần Văn Rón, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì phiên họp. Trong tháng 1, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng gần 16% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất nông nghiệp, bà con nông dân đã thu hoạch hơn 3.000 hectare lúa đông xuân và xuống giống hơn 12.000 hectare màu các loại. Kim ngạch xuất khẩu thực hiện hơn 25 triệu đô la Mỹ, tổng thu ngân sách được 521 tỷ đồng, đạt hơn 12% so với dự toán năm.
Đáng chú ý là tỉnh đã tổ chức kỷ niệm 40 năm chiến thắng Yếu Khu Thầy Phó và sáng nay cũng đã long trọng tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho 219 mẹ. Triển khai nhiệm vụ tháng 2, trong đó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành, các địa phương tập trung chăm lo Tết cho đối tượng người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chuẩn bị tốt cho các cái nguồn lực để triển khai và thực hiện các cái chính sách, đặc biệt là về chính sách Mẹ Việt Nam Anh Hùng, các chính sách người có công. Về Sở Lao động, Thương binh Xã hội thì tôi đề xuất các đồng chí tiếp tục là chuẩn bị chu đáo về thăm viếng tặng quà cho các cái đối tượng, đặc biệt đối tượng người có công, người nghèo, các đối tượng là bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, rồi đảm bảo cho tất cả các đối tượng được vui xuân đón Tết, thực hiện tốt các cái chính sách an sinh xã hội như là quy định, và đồng thời là có chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có chủ trương, thì tôi đề nghị các đồng chí rà soát kiểm tra tổ chức thực hiện cho nó tốt. Song song đó thì nó liên quan đến các huyện, thì tôi cũng đề nghị là các huyện cũng phải cố gắng để chuẩn bị cho nó tốt, và đồng thời các đồng chí nghe từ bây giờ cũng phải có cái chuẩn bị, nắm kỹ lại nguồn và những liên quan về cái việc triển khai sửa chữa cất mới cho các cái nhà, các cái hộ gia đình là có công mà đặc biệt là khó khăn về nhà ở. Thưa các đồng chí, chủ trương của năm nay làm sao là chúng ta cố gắng là cơ bản chúng ta giải quyết cho được nhà ở của người có công. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh còn chỉ đạo phải đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết, chuẩn bị đầy đủ hàng hóa phục vụ Tết và thực hiện hiệu quả các giải pháp bình ổn giá cả thị trường, chống gian lận thương mại, tăng cường giám sát dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, đảm bảo giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị triển khai công tác tổng điều tra quân nhân dự bị phương tiện kỹ thuật năm 2015 cho các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Đối tượng tổng điều tra lần này là sĩ quan dự bị, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị, quân nhân dự bị hạng 1, hạng 2 và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân thuộc diện quy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội. Qua đợt tổng điều tra, nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật thuộc diện quy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội ở từng địa phương. Đây là cơ sở cho việc lập quy hoạch, kế hoạch tạo nguồn dự bị động viên trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định điều chỉnh chỉ tiêu xây dựng quy động lực lượng dự bị động viên cho các địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng các đơn vị dự bị động viên trong tình hình mới. Thưa quý vị và các bạn, liên tục chương trình là những thông tin về hoạt động tổng kết năm 2014, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của các cơ quan ngành tỉnh. Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2015. Ông Đỗ Hoàng Quynh, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị, ông Phan Anh Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến dự. Hoạt động nổi bật của Mặt trận Tổ quốc năm qua là tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2014-2019. Các cuộc vận động gây quỹ vì người nghèo, quỹ an sinh xã hội ngày càng đạt kết quả tốt. Quỹ vì người nghèo thu vượt trên 65% kế hoạch, vận động quỹ an sinh xã hội vượt trên 340% kế hoạch. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên gắn chặt các hoạt động của mình với việc chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Năm 2015, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh tập trung tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đóng góp ý kiến, văn kiện, nhân sự, phục vụ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Đảng, tập trung thực hiện kế hoạch phản biện xã hội, tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Cũng trong hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh triển khai dự thảo kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi thông qua các tổ chức thành viên, các tổ chức xã hội khác, đồng thời khen thưởng 22 tập thể cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác mặt trận năm 2014. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Long cũng đã tổ chức họp mặt mừng Đảng mừng Xuân Ất Mùi 2015 trong giới nhân sĩ, trí thức, luật gia, các dân tộc, tôn giáo, các vị lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh qua các thời kỳ, đồng thời phân bổ trên 4 tỷ đồng để tặng quà Tết cho 13.528 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh, vui đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Cũng trong sáng nay, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2015. Một trong những thành tích nổi bật của bệnh viện năm qua là đã triển khai hiệu quả nhiều kỹ thuật mới, góp phần điều trị thành công nhiều trường hợp bệnh nặng, giảm đáng kể các trường hợp chuyển tuyến trên và giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất còn 0,2%. Trong năm, bệnh viện đã tiếp nhận khám và điều trị cho trên 386.000 lượt bệnh nhân, trong đó có hơn 44.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú. Công suất sử dụng giường bệnh đạt trên 109% kế hoạch. Trên cơ sở thảo luận phân tích những hạn chế yếu kém trong năm 2014, các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác dạy nghề cho lao động nông thôn do Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức sáng nay nhận định. Công tác dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2015 cần thực hiện tốt việc phân luồng theo chỉ thị số 10 của Bộ Chính trị, chú trọng hơn nữa công tác điều tra khảo sát, nắm bắt nhu cầu người học và yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động. Ngành nghề đào tạo phải gắn với đặc thù, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, chương trình xây dựng nông thôn mới. Riêng dạy nghề nông nghiệp phải phù hợp với quy hoạch chuyển đổi, đề án tái cơ cấu ngành. Trong quá trình tổ chức giảng dạy, các cơ sở nên cập nhật chỉnh sửa biên soạn chương trình giáo trình cho phù hợp theo xu hướng tiếp cận thị trường. Năm 2014, tỉnh Vĩnh Long triển khai tổ chức được 452 lớp dạy nghề cho trên 14.000 lao động nông thôn. Chỉ tiêu của tỉnh trong năm 2015 là tổ chức dạy nghề cho 14.700 lao động nông thôn với 44 ngành nghề được phê duyệt. Sáng nay, tại Ủy ban Nhân dân xã Long An, Tòa án Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức phiên tòa lưu động sơ thẩm hình sự xét xử Đặng Hùng Phương, 27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ về tội giết người. Đây là một vụ án được dư luận rất quan tâm bởi hung thủ đã giết hại chính cha ruột của mình. Vụ án gây xôn xao dư luận gần 5 tháng qua khi cơ quan điều tra kết luận sau khi giết cha, Phương đã bỏ xác ông Rô vào giỏ sách, đưa lên xe đò đến thành phố Hồ Chí Minh phi tang nhằm đánh lạc hướng và gây khó khăn cho cơ quan điều tra. Theo cáo trạng, ông Rô và Phương sống chung nhà, hàng ngày hai bên thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn và nhiều lần cự cãi với nhau. Sau đó, ông Rô đuổi Phương ra khỏi nhà và Phương ra ngoài thuê nhà trọ sống. Đến khoảng 10 giờ ngày 4 tháng 10 năm 2014, trong lúc về nhà dọn đồ ra nơi ở trọ thì Phương đã dùng một đoạn gỗ đánh nhiều cái vào vùng đầu ông Rô. Thấy ông Rô còn thở, Phương tiếp tục đánh rồi dùng dây siết cổ ông Rô cho đến chết. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ý ăn năn hối cải. Căn cứ theo quy định tại điểm B khoản 1 điều 93 của Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Tòa án Nhân dân huyện tỉnh Vĩnh Long đã tuyên phạt Đặng Hùng Phương mức án tù chung thân. Sau 3 lần phải tạm hoãn, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long đã mở phiên tòa dân sự sơ thẩm xét xử vụ kiện bồi thường thiệt hại liên quan đến vụ sạt lở bờ sông xảy ra vào đêm 29 tháng 10 năm 2012 tại ấp Long An, xã An Bình, huyện Long Hồ, giữa 4 nguyên đơn là người nuôi cá và bị đơn là công ty cổ phần vật liệu xây dựng Vĩnh Long. Đây là phiên xét xử thứ 2 của Tòa án Nhân dân thành phố Vĩnh Long liên quan đến vụ việc này. Tại phiên tòa, đại diện ủy quyền cho các nguyên đơn Trần Văn Luận, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đỗ Thành Đức, Bùi Thị Thanh Thoa yêu cầu phía bị đơn phải bồi thường tổng cộng 970.518.000 đồng. Đây là số vốn đầu tư nuôi 9 bè cá đã bị thiệt hại do vụ sạt lở gây ra. Tại phiên tòa, đại diện công ty cổ phần vật liệu xây dựng Vĩnh Long không chấp nhận bồi thường với lý do một số hộ tự thuê sáng cạp lấy đất đắp bờ bao không đúng yêu cầu kỹ thuật, áp lực nước bên trong các ao đã gây sạt lở chứ không phải do hoạt động khai thác cát của công ty gây ra. Lý giải trên không được hội đồng xét xử chấp nhận vì Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã kết luận nguyên nhân gây sạt lở là vì lòng dẫn bị hạ thấp cục bộ do hoạt động khai thác cát. Trên cơ sở các chứng cứ, hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu bồi thường của 4 nguyên đơn. Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Vĩnh Long phải chịu trách nhiệm bồi thường cho các nguyên đơn tổng số tiền là 970.518.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, xã Thành Đông, huyện Bình Tân là xã thứ hai của tỉnh Vĩnh Long được Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới vào đầu năm 2014. Để giữ vững danh hiệu này, thời gian qua, Đảng bộ xã Thành Đông tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân phát huy vai trò chủ thể của mình để cùng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, đồng thời huy động mọi nguồn lực để từng bước xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn ngày càng hoàn thiện hơn. Điển hình nhất phải nói đến là công trình xây dựng trường tiểu học Thành Đông. Công trình này được xây dựng trên diện tích hơn 7.000 m2, gồm 28 phòng học và phòng chức năng cùng các hạng mục công trình khác, với tổng kinh phí xây dựng gần 15 tỷ đồng.
Sau khi hoàn thành, xã Thành Đông sẽ có 100% trường học trên địa bàn có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Ngoài tiêu chí trường học, thời gian qua, xã Thành Đông cũng tập trung huy động mọi nguồn lực để nâng chất các tiêu chí khác về cơ sở hạ tầng, cũng như nhóm tiêu chí về kinh tế và tổ chức sản xuất. Riêng tiêu chí giao thông, trong năm 2014, xã đã triển khai thi công 3 tuyến đường liên xóm không nằm trong quy hoạch có tổng chiều dài gần 1.800m, với tổng kinh phí xây dựng hơn 1,5 tỷ đồng. Về phía người dân, cũng tham gia hiến gần 3.000m2 đất cùng hoa màu với tổng trị giá trên 515 triệu đồng. Khi xã để vận động làm đường, thì tôi cũng vận động anh em trong cái thôn ấp này để hiến đất, để làm đường cho khu giáo sạch đẹp. Bản thân gia đình tôi cũng hiến 300 mét đất để làm đường. Nhờ vậy mà có con đường sạch đẹp, con em đi học và cô bác tới lui nó được dễ dàng. Để giữ vững danh hiệu xã nông thôn mới và từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Thành Đông đã đề ra các giải pháp sau. Thứ nhất thì tiếp tục thực hiện cái kế hoạch nâng chất 19 tiêu chí đồng bộ. Thì trong đó chúng tôi chỉ đạo cho các cái ngành mà từng cái bộ phận mà phụ trách từng cái tiêu chí phải có cái kế hoạch cụ thể riêng để nâng chất cho từng cái tiêu chí rõ ràng, cụ thể và có địa chỉ. Cái thứ hai nữa thì cái để nâng chất các tiêu chí thì chúng tôi lưu ý các tiêu chí dễ biến động. Thứ nhất là hộ nghèo, thu nhập, rồi an ninh trật tự, rồi y tế, môi trường. Thì chúng tôi tập trung vào các cái tiêu chí đó sẽ là mạnh hơn. Với những giải pháp thiết thực nêu trên, xã Thành Đông, huyện Bình Tân sẽ không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, đồng thời xây dựng bộ mặt nông thôn của Thành Đông ngày càng đổi mới, phát triển. Ngày 30 tháng 1, tại trụ sở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 1 năm 2015, nghe và thảo luận về báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 1 năm 2015, tình hình triển khai nghị quyết số 01 của Chính phủ. Trong tháng 1 năm 2015, sản xuất công nghiệp tăng cao, khu vực dịch vụ tiếp tục phát triển, các địa phương tập trung xuống giống lúa đông xuân, hoạt động chăn nuôi gia súc gia cầm phát triển ổn định, chuẩn bị nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. An sinh xã hội tiếp tục được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững, bảo đảm cho người dân đón Tết vui xuân an toàn, lành mạnh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, theo tính toán tổng hợp, giá dầu giảm có lợi nhiều hơn có hại, mục tiêu tăng trưởng GDP 6,2% vẫn đạt, ngân sách vẫn cân đối được. Thủ tướng đề nghị các thành viên chính phủ tiếp tục đóng góp ý kiến trong điều hành kinh tế vĩ mô trước những diễn biến phức tạp của giá dầu, đồng thời tiếp tục thảo luận đề ra các giải pháp về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô cũng như kế hoạch chuẩn bị cho Tết, đảm bảo cho nhân dân đón Tết vui xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm. Tại phiên họp, các thành viên chính phủ nghe và thảo luận báo cáo chính sách miễn thuế đối với hàng hóa mua bán trao đổi của cư dân biên giới, dự thảo nghị định quy định về chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng khác. Sáng nay, Đảng bộ cơ quan văn phòng Quốc hội đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác xây dựng Đảng nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 3 điểm cầu: Nhà Quốc hội mới Ba Đình, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đại biểu được giới thiệu chuyên đề một số nội dung cơ bản về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng hiện nay, nêu bật ý nghĩa lịch sử chỉ đại của sự kiện thành lập Đảng ngày 3 tháng 2 năm 1930. Lịch sử, những mốc son chói lọi và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 85 năm qua, khẳng định công lao vĩ đại của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò công lao tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác Hồ. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 85 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ ngày thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong những năm sắp tới, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có những thời cơ thuận lợi, nhưng cũng nhiều phức tạp, khó khăn, thách thức đặt ra cho Đảng nhiều vấn đề cần giải quyết. Hơn bao giờ hết, công tác xây dựng Đảng trở thành một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn, quyết định vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.
Để xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, các cấp ủy đảng cần đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 về xây dựng đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dựa vào dân để xây dựng đảng, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Trước việc Hoa Kỳ công bố kết quả đợt rà soát lần thứ 10 về áp thuế chống bán phá giá tới 0,97 đô la một ký đối với mặt hàng cá tra phi lê nhập khẩu từ Việt Nam, Hiệp hội cá tra Việt Nam VASEP đã có công văn phản đối mức thuế quá cao này. Theo VASEP, xuất khẩu cá tra, cá ba sa vào thị trường Hoa Kỳ không bán phá giá. Mặt khác, về việc chọn Indonesia là nước thay thế để tính biên độ phá giá, VASEP cho rằng Hoa Kỳ đã không công bằng với Việt Nam vì Indonesia là quốc gia có nền kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Hơn nữa, cách nuôi cá tra ba sa tại Indonesia cũng không tương ứng với cách nuôi cá của các doanh nghiệp Việt Nam. Đáng chú ý, trước đây, trong đợt rà soát lần thứ 7, Hoa Kỳ đã chọn Bangladesh là nước thay thế. Với cách chọn này, Việt Nam chỉ bị áp mức thuế 0,03%. Song từ khi chọn Indonesia, Việt Nam liên tục phải chịu mức thuế rất cao. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp theo là phần tin thế giới với những nội dung chính như sau. Nhật Bản khẳng định sẽ tiếp tục mọi nỗ lực nhằm giải cứu con tin bị nhóm phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS bắt giữ, dù thời hạn chót mà IS đặt ra để trao đổi con tin đã trôi qua. Nga chỉ trích Liên minh châu Âu kéo dài thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt hiện có nhằm vào Moscow liên quan đến tình hình ở miền đông Ukraine. Chính phủ Nhật Bản hôm nay cho biết giới chức nước này đang tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Jordani trong nỗ lực giải cứu nhà báo Kenji Goto bị tổ chức phiến quân tự xưng nhà nước Hồi giáo IS bắt giữ làm con tin. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định: "Chúng tôi đang tiếp tục thu thập và phân tích thông tin, đề nghị chính phủ Jordani và các nước khác hợp tác thực hiện mọi nỗ lực nhằm giải cứu con tin Kenji Goto." Trong một cuộc họp báo tại thủ đô Tokyo, chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cũng cho biết, nước này xem việc bảo vệ nhà báo Kenji Goto là ưu tiên hàng đầu và sẽ tiếp tục hợp tác cùng Jordani với sự tin tưởng lẫn nhau trong vấn đề này. Trước đó, IS đã yêu cầu Jordani đưa nữ tù nhân Iraq Sajida al-Rishawi tới khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lấy con tin người Nhật Bản Kenji Goto vào lúc 9 giờ 30 phút tối qua theo giờ Việt Nam. IS đồng thời đe dọa sẽ hành quyết phi công người Jordani Moaz al-Kasabe mà nhóm này đang cầm giữ nếu chính quyền Amman không đáp ứng yêu sách trên. Chính phủ Jordani tối qua tuyên bố sẵn sàng trao đổi con tin với IS, song phải có bằng chứng rõ ràng cho thấy viên phi công nước này vẫn còn sống. Phản ứng trước việc Ngoại trưởng các nước Liên minh châu Âu-EU đêm qua nhất trí kéo dài thêm 6 tháng các biện pháp trừng phạt hiện có nhằm vào Nga liên quan đến tình hình ở miền đông Ukraine, đại diện thường trực của Nga tại EU, ông Vladimir Zhizhov, đã gọi quyết định mới của EU là đáng tiếc và động thái này sẽ tạo ra những thách thức mới cho quan hệ hợp tác giữa hai bên. Hãng tin TASS của Nga dẫn lời ông Zhizhov nêu rõ nội dung văn kiện của cuộc họp Ngoại trưởng EU đã chỉ trích Nga một cách vô căn cứ mà không hề nhắc đến trách nhiệm của chính quyền Kiev trong cuộc chiến đẫm máu ở miền đông Ukraine. Theo ông Zhizhov, những lý lẽ của EU để phản ứng trước tình hình ở miền đông Ukraine là hoàn toàn sai lầm. Nhà ngoại giao Nga khẳng định Moscow đã, đang và sẽ không thương lượng với EU về các biện pháp trừng phạt vì đây là quyết định đơn phương của liên minh này. Trong cuộc họp vào đêm qua ở Brussels, Bỉ, Ngoại trưởng các nước thành viên EU đã nhất trí kéo dài thêm tháng 9 tới lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của các quan chức có liên quan đến việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine. Ngoài ra, EU cũng đồng ý đưa vào danh sách những cái tên mới có thể là mục tiêu bị trừng phạt trong cuộc họp của khối vào tháng 2 tới. Liên minh châu Âu cảnh báo, nếu trong những ngày tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine không được cải thiện, thì khối này sẵn sàng đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga. Hôm nay, Hội nghị Thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latin và Caribe CELAC lần thứ 3 đã bế mạc tại thủ đô San Jose của Costa Rica. Lãnh đạo các nước tham dự hội nghị đã thông qua tuyên bố chung kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa kinh tế đối với Cuba. Ra đời vào năm 2011, theo sáng kiến của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, CELAC được xem như không gian để thúc đẩy sự đoàn kết của các nước trong khu vực. Với khẩu hiệu năm nay là cùng nhau xây dựng, các nhà lãnh đạo và ngoại giao thuộc khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe đã thông qua một tuyên bố đặc biệt, trong đó kêu gọi Mỹ chấm dứt phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính đối với Cuba.
Liên quan đến quan hệ giữa Washington và La Habana, các thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ Mỹ vừa công bố dự luật chấm dứt hạn chế đi lại của công dân Mỹ đến Cuba. Dự luật cũng chấm dứt hạn chế đối với các giao dịch ngân hàng liên quan đến việc đi lại của công dân Mỹ đến Cuba. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ thông báo kể từ ngày 16 tháng 1 năm 2015, nước này đã bắt đầu nới lỏng lệnh cấm đi lại và thương mại đối với La Habana. Được biết, một dự luật tương tự sẽ được Hạ viện Mỹ công bố vào tuần tới. Cảnh sát Hà Lan đã áp dụng những biện pháp bổ sung nhằm bảo vệ trụ sở đài truyền hình NOS tại thành phố Hilversum sau khi đài này bị đe dọa tấn công vũ trang vào rạng sáng nay giờ Việt Nam. Vụ việc xảy ra khi một thanh niên ăn mặc lịch sự, tay cầm súng lục, buộc nhân viên bảo vệ đưa vào phòng thu của NOS để được lên sóng. Nhân viên bảo vệ đã dẫn đối tượng này vào một phòng thu trống, sau đó cảnh sát đã kịp thời có mặt và bắt giữ kẻ uy hiếp. Theo điều tra ban đầu, đối tượng trên 19 tuổi, trước đó đã bị tình nghi tàng trữ vũ khí trái phép, song hiện vẫn chưa rõ động cơ vụ việc. Khi đe dọa nhân viên bảo vệ, hắn đã tuyên bố sẽ cho kích hoạt nhiều thiết bị nổ tại các nơi khác ở Hà Lan nếu yêu sách không được đáp ứng. Gần đây, các nước châu Âu đã thắt chặt an ninh sau các vụ khủng bố vừa qua tại Paris, Pháp. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF vừa công bố chương trình hành động năm 2015, trong đó kêu gọi quyên góp khoản viện trợ nhân đạo kỷ lục 3,1 tỷ đô la Mỹ dành cho trẻ em tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh và xung đột trên thế giới. Trong năm nay, UNICEF đặt mục tiêu hỗ trợ cho khoảng 62 triệu trẻ em tại 71 quốc gia và vùng lãnh thổ có xung đột hoặc phải hứng chịu thiên tai, dịch bệnh. Trong đó, khoản viện trợ lớn nhất hơn 900 triệu đô la sẽ được dành cho trẻ em Syria, nơi cuộc nội chiến kéo dài gần 4 năm qua vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. UNICEF cũng cho biết sẽ dành khoảng 500 triệu đô la hỗ trợ các nước Tây Phi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Ebola. Theo UNICEF, khoảng 10.000 trẻ em đã bị mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai vì đại dịch này. Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc cũng có kế hoạch dành 32 triệu đô la để mua hàng cứu trợ nhân đạo cho trẻ em Ukraine. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.